biết rằng là sau khi tập luyện thì vấn đề về dinh dưỡng, nạp năng lượng, thì cách chúng ta nạp năng lượng sau cuối các buổi tập khá quan trọng, và quan trọng ngang với cả tập luyện. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn một món khá là đơn giản. Món này là món cá hồi sốt vua chanh kèm với cả khoai tây và hoa lơ luộc xào với cà chua. Để thực hiện được món ăn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cần cá hồi. Cá hồi rất là giàu đạm, protein, vitamin D, B12 và quan trọng nhất là omega 3. Nếu các bạn nào mà ăn cá hồi một tuần mà ăn được khoảng 100-200g cá hồi trong một tuần ấy, thì bạn không nhất thiết phải dùng đến dầu cá. Để thực hiện một cái món cá hồi áp chảo thì chúng ta nên sử dụng bụng cá hồi. Như các bạn thấy đấy, các cái phần vân mỡ, phần thịt nạc nó đều, bạn dùng đuôi cá cũng được, nhưng phần đuôi cá thì thường nó sẽ nghiêng về dai và nhiều thịt nạc hơn là mỡ. Phần này mình sẽ chọn bụng cá hồi, chọn bụng cá hồi phi lê nhé, chúng ta đã rút xương làm sạch rất nhiều rồi. Tiếp theo thì chúng ta có hành tây, chúng ta có chanh vàng, ớt, tỏi, khoai tây, rất giàu vitamin C. Và là một loại tinh bột khá tốt. Chúng ta có hoa lơ, cà chua, một ít bơ và bia. Nếu bạn nào không muốn dùng bia để nấu ăn thì có thể dùng rượu vang trắng hoặc là dùng nước thôi cũng được.
quanh thôi, chứ